nàng Á hậu băm nát đồi cù, vuốt mặt chính quyền tỉnh Lâm Đồng. Vào hồi tháng 1, trên mặt cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh một tòa nhà được xây dựng giữa đồi cù Đà Lạt. Đồi cù là một điểm nhấn thiên nhiên giữa lòng thành phố Đà Lạt. Kế hoạch kế bên là Hồ Xuân Hương thơ mộng. Chưa hết, tòa nhà này có giấy phép được xây dựng hay không, nhưng trước đó nó băm nát đồi cù, vốn là nơi nổi tiếng là cảnh đẹp sơn thủy hữu tình giữa lòng thành phố Đà Lạt. Đây chính là tòa nhà của câu lạc bộ golf đồi cù Đà Lạt. Tòa nhà này đã chắn mất biểu tượng núi Lang Biang, khiến dư luận bức xúc. Sau đó, báo chí mới phanh phui ra rằng tòa nhà này xây dựng trái phép. Ở đất nước này, chỉ cần người dân đổ một xe cát để sửa nhà là chính quyền có mặt hạch sách ngay lập tức. Nhưng lại không ai phát hiện ra một tòa nhà nằm trịnh ình giữa đồi cù, ngang nhiên xây dựng không phép, thì quả là rất lạ. Tòa nhà này đã băm nát đồi cù, xây sai phép và một số hạng mục không phép. Bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã xử phạt đơn vị chủ quản 240 triệu đồng vì xây dựng tòa nhà câu lạc bộ sân côn sai phép và có hạng mục xây không phép. Thực ra, việc phạt 240 triệu đồng với các đơn vị chủ quản chỉ là đối phó với dư luận. Một số người trong ngành xây dựng cho biết chủ đầu tư được chính quyền thành phố bật đèn xanh nên mới dám làm. Chẳng qua bị dư luận lên tiếng mạnh quá thì họ mới xử phạt để mà đối phó mà thôi. Hầu hết các báo cáo viết về công trình này đều đề cập đến đơn vị chủ quản một cách chung chung, chứ không gọi tên doanh nghiệp và người đứng đầu doanh nghiệp này. Như vậy đủ thấy quyền lực của nhân vật này lớn cỡ nào. Chủ dự án của tòa nhà câu lạc bộ golf đồi cù Đà Lạt là công ty cổ phần Hoàng Gia. Doanh nghiệp này chủ sở hữu của khách sạn 5 sao Đà Lạt, trước đây là Sofitel Đà Lạt. Khách sạn 4 sao Dubac Hotel Đà Lạt, trước đây là Novotel Đà Lạt và sân golf Đà Lạt Golf Club. Được biết, cổ đông sáng lập công ty cổ phần Hoàng Gia là Á hậu Dương Trương Thiên Lý, một mỹ nhân người Đồng Tháp còn rất trẻ. Cô sinh năm 1989, tức chỉ mới 35 tuổi, nhưng Á hậu này đã sở hữu đến 78% cổ phần trong Hoàng Gia. Ngoài Hoàng Gia, Á hậu Thiên Lý đã và đang đóng góp vốn thành lập để sở hữu nhiều doanh nghiệp liên quan khác. Á hậu Thiên Lý là cổ đông sáng lập và sở hữu 85% vốn góp tại công ty cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn, đơn vị sở hữu bản quyền của Thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam trong 15 năm qua. Cô cũng là cổ đông sáng lập của công ty cổ phần Rồng Ngọc với 80% vốn điều lệ. Ngành kinh doanh chính của công ty là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Nhưng hiện nay Á hậu Thiên Lý đã thoái hết vốn tại công ty cổ phần Rồng Ngọc. Trước đó, Á hậu Thiên Lý từng sở hữu 99,94% vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Rồng Thái Bình Dương trước khi chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho người khác vào năm 2013. Á hậu Dương Trương Thiên Lý. Á hậu Thiên Lý cũng từng sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Anh NT, doanh nghiệp được thành lập vào năm 2012, trụ sở chính tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ngành nghề chính là xây dựng. Ngoài bất động sản, Á hậu Thiên Lý cũng lấn sang lĩnh vực giáo dục khi góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục vào năm 2016. Doanh nghiệp này sở hữu hệ thống 5 trường mầm non quốc tế tại Sài Gòn. Á hậu Thiên Lý hiện vẫn nắm giữ tới 50% vốn góp tại hệ thống này. Đấy là những gì mà nàng hậu Thiên Lý có được, đi cùng với tài sản khủng, thế lực mạnh, là các mối quan hệ khủng với quan chức của chính quyền. Sự cấu kết quyền tiền là không thể thiếu cho các nhóm lợi ích. Vì sự cấu kết như thế nên cô Á hậu mới được cho xây tòa nhà khổng lồ sai phép mà chính quyền Đà Lạt vẫn làm ngờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Nàng Á hậu băm nát đồi cù, vuốt mặt chính quyền tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa
Thời báo.d. Qua Vũ Trung Nguyên có truyền nhân là một bộ trưởng. Năm ngoái, Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch Việt Nam đề xuất chính phủ chi tới 350.000 tỷ đồng, tương đương với 14,5 tỷ đô la Mỹ, cho mục tiêu chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn 2025-2035. Dự án này đã khiến cho xã hội tranh luận dữ dội. Nguyên nhân là bởi người dân không tin chính quyền của Đảng có thể chấn hưng được điều gì. Việc chi ra một số tiền khổng lồ để mà chấn hưng văn hóa có nghĩa là chính quyền của Đảng Cộng sản đã gián tiếp thừa nhận văn hóa Việt Nam đã xuống cấp, suy đồi. Mà nói đến văn hóa không thể không nhắc đến đạo đức. Có thể nói văn hóa và đạo đức như hình với bóng hay là hai mặt của một đồng tiền vậy. Chiến lược của ông Bộ trưởng Bộ Hoang tưởng. Nguyên nhân chính của việc xuống cấp văn hóa, suy đồi đạo đức là do bàn tay cai trị của Đảng. Bởi cách cai trị của Đảng luôn hướng người dân đến con đường bất chính. Trong đó, luật pháp không nghiêm là nguyên nhân chính khiến cho xã hội mất niềm tin và cái ác sinh sôi nảy nở. Nói đầu xa, cứ nhìn gương công an, gương quan chức thì thấy xã hội này không thể nào tốt lên cho được. Giáo dục cũng là một nguyên nhân quan trọng góp phần vào việc xuống cấp đạo đức và từ đó văn hóa xã hội cũng không thể tốt đẹp được hơn. Được biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự tính đến năm 2030 có 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa như trung tâm văn hóa hoặc trung tâm văn hóa nghệ thuật, bảo tàng, thư viện. Cấp huyện và cấp xã có trung tâm văn hóa thể thao, 95% di tích quốc gia đặc biệt và 70% di tích quốc gia được tu bổ tôn tạo. Có ít nhất 75% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được thụ hưởng, tham gia các hoạt động văn hóa. Như vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ chú tâm đến phần vật chất, còn phần con người thì không thấy nhắc đến. Lập ra dự án chấn hưng văn hóa mà bỏ đi phần con người thì chắc chắn việc chấn hưng này sẽ thất bại và số tiền 350.000 tỷ đồng đó sẽ đi về đâu thì ắt hẳn là không khó đoán. Mới đây, ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trả lời phỏng vấn một tờ báo trong nước về giải pháp thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam. Ông nói Việt Nam sẽ là trung tâm công nghiệp văn hóa của Đông Nam Á. Dự án này cũng tương tự như dự án kiếm 1.000 tỷ đô la của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Nó chỉ thể hiện là bệnh hoang tưởng của một ông lãnh đạo, chứ chẳng nói lên được điều gì khác. Nếu thực hiện chắc chắn thất bại, tiền thuế của dân lại bị đốt một cách lãng phí, nhưng chẳng mang lại kết quả gì. Bộ trưởng Bộ Văn hóa đến mức chiếc thảm đỏ của mời khách quốc tế, ông cũng dẫm lên đi nghênh ngang ở giữa và đẩy khách ra rìa. Con người và xã hội Việt Nam có thể nói là kém văn minh nhất khu vực. Rất nhiều người Việt Nam tham lam, lừa lọc, trộm cắp, thiếu sự tử tế, khiến xã hội vô cùng bất an. Người Việt Nam ra nước ngoài bị khinh bỉ. Một xã hội như vậy làm sao có thể trở thành trung tâm công nghiệp, văn hóa Đông Nam Á? Ngay bản thân ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng nhiều lần thể hiện cái văn hóa lùn của ông, đặc biệt là lần ông chiếm thảm đỏ khi đón tiếp Thủ tướng Malaysia. Với người đứng đầu Bộ Văn hóa như thế thì không biết ông làm sao để chấn hưng văn hóa cho được. Cái hoang tưởng của Nguyễn Văn Hùng trong đó có sự giàn trá, bởi khi ông đưa ra một mục tiêu hoang tưởng đi kèm với nó là một dự án lớn rút ruột ngân sách thì đủ hiểu những toan tính của ông trong đó là gì. Chỉ cần ăn một phần nhỏ trong số tiền ấy thì cũng đủ cho cả dòng họ của các quan văn hóa ăn nhiều đời không hết. Và đương nhiên họ sẽ không ăn phần nhỏ mà luôn chọn phần lớn để ăn. Những quan chức không có năng lực nhưng muốn thể hiện thường cố làm những điều to lớn để mà gây tiếng vang. Những lãnh đạo như ông Hùng là dạng sâu mọt của dân. Nếu để ông thực hiện chính sách này thì tiền thuế của dân, tức là tài sản của nhân dân sẽ bị đem đi đốt một cách vô ích mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.d với bản tin Qua Vũ Trung Nguyên có truyền nhân là một bộ trưởng.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de